Trước những diễn biến phức tạp của bão số 3, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã thông báo hoãn hủy nhiều chuyến bay tại một số sân bay nằm trong phạm vi ảnh hưởng của cơn bão. Theo thông báo của Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không gấp rút thực hiện công tác điều chỉnh kế hoạch bay và báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam, thông báo việc điều chỉnh tới Trung tâm Quản lý Luồng Không lưu, Hành khách và các cảng hàng không liên quan. Trong đó, Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam phát thông báo nội dung dừng tiếp thu tàu bay do ảnh hưởng của bão trong thời gian nêu trên. Trong ngày 2 tháng 8, trên đường bay thành phố Hồ Chí Minh - Hải Phòng, Vietnam Airlines hủy 5 chuyến bay là VN1186, VN1189, VN1192, VN1193 và VN1194. Ngoài ra, các chuyến bay VN1184, VN1187 sẽ khởi hành sớm hơn kế hoạch để đảm bảo hạ cánh tại sân bay Hải Phòng trước 12 giờ trước khi sân bay đóng cửa. Nhiều chuyến bay sẽ bị hủy trong những ngày tới. Những hành khách bị ảnh hưởng sẽ được các hãng hỗ trợ chuyển chuyến bay khác miễn phí. Đồng thời, các hãng hàng không cũng khuyến cáo các chuyến bay khác trong 2 ngày này có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Ngoài ra, hoạt động bay tại sân bay Thọ Xuân, Nội Bài, Điện Biên và trên các đường hàng không phân khu 1, 2, 3 của FIA Hà Nội có thể bị ảnh hưởng do thời tiết xấu liên quan đến hoạt động của bão. Các cơ quan đơn vị liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chủ động hành động ứng phó kịp thời, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay.